một cơ sở spa ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Cơ sở này cho hay thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, mục đích là để bán thiết bị phẩm được lên đời bằng công nghệ son chảo. Chủ spa đã vẽ ra nhiều chiêu trò để đánh trúng tâm lý thích làm đẹp của nhiều chị em. Nào là chuyển giao công nghệ làm đẹp da hay trải nghiệm dịch vụ chăm sóc da miễn phí tới hàng triệu đồng. Mỗi buổi hội thảo có thể kéo dài hàng trăm người tham gia. Đúng như chia sẻ của vị giám đốc mỹ phẩm, đây là cơ hội vàng để bán hàng. Nhóm với ba mình đứa, mỗi đứa nó bằng 10 người. Có đứa này, ở đây hôm nay có đứa này 30 người. 30 người bán nó được 30 bộ. 30 người bán được 30 bộ. Chị chốt lên chốt 100%, không sót ai. Thí dụ như em nếu mà ai chỗ kém này, vì trường hợp đấy, còn đâu là đại lý của chị đi là chỗ 100%, đại lý của chị nó tự đi tổ chức, chị không phải xuất hiện. Sẽ chốt mỹ phẩm không sót khách nào. Có phải giờ sản phẩm tốt và giá hấp dẫn chăng? Đây là cách chốt đơn được nữ giám đốc tiết lộ. Cứ để khách hàng trải nghiệm dịch vụ chăm sóc da miễn phí, cảm thấy vui vì da trắng, sáng, đẹp hẳn lên. Đến lúc này, nhân viên mới thỏ thẻ như rót bực vào tay. Chỉ đến dùng sản phẩm kia chỉ vài ngày, da còn đẹp hơn nữa. Chưa cần khách gật đầu, nhân viên liền bóc hộp mỹ phẩm ra bôi. Thế thì chốt người ta kiểu gì? Thế bắt đầu là họ ngồi dậy đi các bác mà gọi với nhóm hai hoa hướng dẫn bóc một hộp hướng dẫn chị này sử dụng luôn rồi chị vẫn thế bảo vâng ạ, thế là tay ngoài kia đã bóc xong rồi nắp ống thứ nó xoắn đưa cho người ta. Chiêu trò em đã bóc rồi tỏ ra khá hiệu quả. Phóng viên đã nhiều lần chứng kiến khách hàng bị ép mua mỹ phẩm bằng cách chốt nhanh tay bóc sản phẩm để trải nghiệm. Khách hàng này được mời đến tham gia hội thảo, cũng được trải nghiệm dịch vụ miễn phí, rồi cũng được tư vấn dùng kem làm trắng. Nhân viên miệng nói tay bóc hộp kem bôi thử. Cuối buổi mới biết mất hơn 3 triệu đồng mua sản phẩm để dùng trong quá trình trải nghiệm dịch vụ miễn phí. Còn bây giờ sử dụng cái này, bộ này cho em. Khách hàng nào trải nghiệm xong chưa đồng ý mua kem trắng da, nhân viên tiếp tục ra tận ghế ngồi tỉ tê với khách hàng. Tiếp tục sử dụng chiêu trò đánh vào tâm lý thích làm đẹp của chị em để tư vấn. Thêm vào đó, quảng cáo công dụng làm trắng tuyệt vời của mỹ phẩm. Thế là khách mũi lòng xuống tiền, ít người thoát được cửa này. Chị đại lý của spa, chị ấy bị dị ứng sơn, mẩn hết mặt, mẩn cả cổ luôn. Thế mà chị ấy ủ đúng cái này đúng 30 phút, ủ xong một phát những cái nốt ở trên da nó lằn hết luôn, không còn một hiện tượng gì ở trên da nữa. Thế mới bảo là đúng rồi, đỉnh quá, là đỉnh cái cốt này, cái mà chị đang ủ ấy, nó rất là đỉnh. Cái trường hợp mà bóc ra rồi xong họ bảo là họ không để làm cho người sau, trường hợp đấy ít lắm. Không có, nhưng mà có không sao tí nữa mình lại lắp hướng dẫn người sau tiếng. Sao đâu, spa nó lợi thế lắm. Không thì mình đem về mình có gì mất gì đâu. Đem về chế lại được mà nhỉ? Ít phận sao, nhưng làm gì có ai. Làm gì có ai thoát không mất tiền mua kem. Vì các đầu mối đều có lợi nên nếu bán được mỹ phẩm, nhân viên được hưởng hoa hồng tới 10%. Đại lý, chủ spa được chiết khấu tới 35%. Có lẽ lợi nhất là công ty mỹ phẩm bán được nhiều hàng. Đúng là lời anh lời ả, làm gì không bắt tay với nhau để ép kéo khách hàng. Những người đăng ký để mời khách đến thì sẽ phải báo số lượng. Đúng. Và sẽ phải nhập số lượng đấy. Đúng rồi, mình nói với người ta về chính là làm. Đem lại lợi ích thì đầu tiên mình làm số lượng baby hot con. Nhưng nó thấy là nó thấy ở ví dụ như gần nhà nó có cái cơ sở nào của mình chuyển giao thì bắt đầu nó tận dụng cơ hội đúng không ạ? Tận dụng cơ hội nó mời 5-10 khách. Khách có đối với 30 khách, mời thật đông đến bởi vì đến đây là nguyên nhân mình làm miễn phí. Với sự cấu kết của các đầu mối với nhau đã giúp tiêu thụ trót lọt thứ mỹ phẩm được sản xuất bằng công nghệ son chảo. Thông qua hình thức tinh vi là tổ chức các buổi hội thảo, chuyển giao công nghệ bán hàng bằng cách bóc chính những sản phẩm mỹ phẩm cho khách hàng sử dụng để trải nghiệm dịch vụ. Tất cả dịch vụ miễn phí, còn kem khách phải trả tiền. Còn khách hàng thì cứ nghĩ đã mua được mỹ phẩm sang chảnh, sản xuất công nghệ hiện đại mà không hề hay được làm từ công nghệ son chảo.